nếu có một nhóm thông tín viên truyền hình tường thuật sống động ngay tại chỗ. Sau khi ông Môsê nhận được 10 điều răn từ Thiên Chúa, thì họ sẽ tường thuật như thế nào? Kính chào quý vị, tôi là Kiên Nguyễn. Ông Môsê, vị lãnh tụ của dân Do Thái, vừa từ trên núi xuống với một tin chấn động. Thiên Chúa ban cho 10 điều răn. Đặc phái viên của đài chúng tôi, anh Thanh Hòa, đã đến tận nơi để tường thuật về sự kiện này. Anh Thanh Hòa, tình hình ở đó như thế nào? Thật căng thẳng, cái tin chấn động đó đã làm náo động quần chúng ở đây. Những người phò lựa chọn gọi đó là sự chà đạp lên quyền tự do của con người. Những điều răn đó sẽ có ảnh hưởng gì đến những thường dân hả anh Thanh Hòa? Bây giờ khó mà đoán được anh ạ. Nhưng một người thương gia đã nhận xét như thế này. 10 điều luật này không đủ để thay đổi những thói quen và tập quán đã có từ hàng trăm năm nay. Anh Thanh Hòa này, việc này có ảnh hưởng gì đến sự lãnh đạo quần chúng của ông Môsê? Như anh đã biết, sự tín nhiệm của dân chúng đối với ông ta gần đây đang sa sút thảm hại. Có lẽ đây là ván bài cuối cùng trong cuộc đời làm chính trị của ông. Ông có thể bị mất chức. Cảm ơn anh Thanh Hòa. Kính thưa quý vị, trong chốc lát chúng tôi sẽ phân tích về những sự kiện xảy ra hôm nay và ảnh hưởng của nó trong tương lai. Một cô học sinh trung học đã hỏi thầy giáo như sau. 10 điều răn thật có hiệu đối với con. Thầy cho biết Thánh Phaolô đã nói, từ nay chúng ta sẽ không bị cầm buộc bởi luật cũ, nhưng chúng ta phục sự Thiên Chúa trong một đường lối mới của Chúa Thánh Thần. Sau đó thầy nói, con đường mới này là tình yêu. Nếu thế thì 10 điều răn sẽ được dùng ở đâu? 10 điều răn sẽ còn có một mục đích gì vì bây giờ Chúa Giê-xu đã đến? Các bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Những điều răn. Có một lần người ta hỏi Chúa Giê-xu, tôi phải làm gì để được đời sống vĩnh cửu? Người đáp, hãy giữ những giới răn. Người ấy lại hỏi, thưa thầy, những giới răn nào? Chúa Giê-xu trả lời, chớ giết người, chớ gian dâm, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ, hãy yêu thương anh chị em như chính mình. Và một lần khác người ta hỏi Chúa Giê-xu, thưa thầy, trong lề luật điều răn nào quan trọng nhất? Chúa Giê-xu trả lời, hãy kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng như điều răn ấy là hãy thương yêu tha nhân như chính mình. Tất cả lề luật và lời tiên tri quy về hai điều răn này. Kinh Thánh Tân Ước cho ta thấy rõ Chúa Giê-xu không hủy bỏ những lề luật, nhưng người kiện toàn những lề luật và đưa những lề luật lên bậc phục vụ cho tình yêu những lề luật này được dùng như lời mời gọi sống yêu thương và là sự hướng dẫn đến tình yêu. Những điều răn được dùng như lời mời gọi sống yêu thương vì nó đòi hỏi tình yêu thương nơi chúng ta khi chúng ta không đối xử với nhau bằng tình yêu như Thiên Chúa mong muốn. Những điều răn này cũng được dùng như sự hướng dẫn đến tình yêu vì nó chỉ cho chúng ta cách hành động khi chúng ta phần phần không biết cách đối xử đúng với lời mời gọi sống yêu thương. Vì thế, chúng ta nên nhìn những điều răn như sự hướng dẫn tích cực đến hạnh phúc và sự mời gọi để yêu, không như những giới hạn tự do tiêu cực. Sau đây, chúng ta hãy xem 10 điều răn được dùng để mời gọi và hướng dẫn chúng ta yêu thương nhau như thế nào. Thiên Chúa, từ điều răn thứ 1 đến thứ 3 và tha nhân, từ điều răn thứ 4 đến 10. Video này sẽ tiếp cận đến 5 điều răn đầu. 5 điều răn kế tiếp được bàn tới trong video sau. Điều răn thứ nhất. Một phóng viên nhà báo hỏi CCB The Miller, nhà đạo diễn cuốn phim 10 điều răn. Ngày nay điều răn nào người ta thường vấp phạm nhiều nhất? The Miller trả lời, điều răn thứ nhất.
không thờ Chúa nào trừ ta. Đó là điều răn mà dân Do Thái đã phạm trước tiên, mà nó cũng là điều mà chúng ta vẫn còn vấp phạm nhiều nhất. Ngay sau đó, Đập Miller cắt nghĩa thêm rằng, chúng ta không khắc tượng thần bằng kim loại hoặc bằng đá và thờ lại chúng. Đúng hơn, chúng ta đã tạo nên các thần từ xác thịt và tiền bạc rồi thờ lại chúng. Có một điều liên quan đến việc thờ lại các thần tượng là việc tin dị đoan. Có nghĩa là gán tính cách thần thánh cho những vật tầm thường. Trong thời đại khoa học và lý luận, không thể tin được rằng có những chiếc máy bay không có hàng ghế 13 hoặc chỗ ngồi 13, mặc mà những khách sạn có lầu 12 đến lầu 14. Tất cả chỉ vì một số người cảm thấy lo ngại về con số 13. Đây là một bằng chứng cho chúng ta thấy tin dị đoan vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến đời sống của một số người. Cũng liên quan đến việc tin dị đoan là bói toán, tức là tìm biết tương lai từ những nhà coi bói tay, coi vận mạng và xem tử vi. Tất cả những việc này được coi là xấu trong Cựu Ước và trong Tân Ước. Và một hủ tục khác có liên quan đến điều răn thứ nhất là thông linh hay cầu hồn, tức là tìm cách giao tiếp với những người chết qua việc cầu cơ. Một lần nữa, Kinh Thánh đã cấm những phong tục này. Nói chung, tội phạm điều răn thứ nhất thay đổi nặng nhẹ tùy theo hoàn cảnh. Điều răn thứ hai. Có người nói, khi tôi lạm dụng tên của Chúa, tôi không có ý gì cả. Đó chỉ là thói xấu của tôi. Thử dùng lời bào chữa này với nhân viên cảnh sát khi chạy xe quá tốc độ hoặc khi ông chủ bắt gặp bạn đến sở làm trễ giờ. Điều răn thứ hai cấm ta không được làm ô danh Thiên Chúa. Những cách thông thường mà người ta làm ô danh Chúa và gián tiếp xúc phạm đến chính Chúa, làm nguyền rủa, thề thốt và thề gian. Nguyền rủa là kêu cầu Chúa để phạt hoặc làm hại một người nào đó. Đây là điều nhục mạ Thiên Chúa, vì dám coi Thiên Chúa ngang hàng với sự dữ. Tuy nhiên, chúng ta nên ghi nhận rằng câu "đồ trời đánh thánh vật" thường không dùng để kêu Chúa làm hại ai, nhưng đó chỉ là một câu diễn tả sự xúc động mạnh. Những câu như thế không phải là nguyền rủa. Thề thốt có nghĩa là kêu cầu Chúa chứng giám cho một sự thật nào đó. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ của sự thề thốt trong Kinh Thánh. Ví dụ, ông Abraham trong sách Sáng Thế Ký 21-24 và Phaolô trong Roma 1-9. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng bị các tư tế Do Thái bắt thề nói sự thật. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu dạy những người theo Do Thái phải luôn luôn thành thật. Vì thế, sự thề thốt sẽ không cần thiết. Chúa phán, đừng thề chi hết. Trong một xã hội nhiều dối trá, tòa án bắt buộc người dân phải thề là lời của họ đúng sự thật. Trong những trường hợp này, chúng ta được phép thề. Nói dối sau khi thề là phạm tội thề gian. Tội này xúc phạm tới Thiên Chúa vì chúng ta nhờ người làm chứng cho sự gian dối. Điều răn thứ ba. Có một vài giáo phái thường phát những tờ truyền đơn nêu lên vấn đề người Kitô giáo nên giữ ngày Sa-bát thay vì ngày Chúa Nhật. Có một vài người Do Thái trở lại đạo cũng nêu lên vấn đề này. Nhưng Thánh Phaolô lại dạy ta giữ ngày Chúa Nhật. Điều này nêu ra câu hỏi sau đây. Nếu điều răn thứ ba dạy ta giữ ngày Sa-bát, tại sao những người Kitô hữu tiên khởi đã đổi sang ngày Chúa Nhật? Có nhiều lý do cho sự thay đổi này. Hai lý do chính là Chúa Giê-xu sống lại vào ngày Chúa Nhật và Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày Chúa Nhật. Hai biến cố này làm cho ngày Chúa Nhật có một ý nghĩa quan trọng mới. Nó báo hiệu cho hoàng hôn của thời Cựu Ước và bình minh của thời Tân Ước. Và vì thế, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, những người theo Chúa đã chọn ngày Chúa Nhật là ngày cử hành lễ tiệc lỵ và gọi ngày này là ngày Chúa Nhật. Từ lúc đầu, những giáo dân thời xưa đã giữ ngày Chúa Nhật theo một cách đặc biệt của giáo hội tiền khởi. Luật giáo hội thời nay đặt ra cách tuân giữ ngày Chúa Nhật như sau. Vào ngày Chúa Nhật là những ngày lễ buộc, người tín hữu phải tham dự thánh lễ. Họ phải kiên giữ không được buôn bán hoặc làm những điều gì có cản trở đến việc thờ phượng Thiên Chúa,
niềm vui dành cho ngày của Chúa hay Chúa Nhật, hoặc sự cần thiết nghỉ ngơi của tinh thần và thể xác. Ngoài ngày Chúa Nhật, giáo hội cũng giữ một tập tục của thời xưa là dành riêng một số ngày lễ đặc biệt, lễ buộc mà giáo dân phải tuân giữ. Trong nước Mỹ, những ngày dưới đây là lễ buộc. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ngày 1 tháng Giêng. Lễ Thăng Thiên 40 ngày sau lễ Phục Sinh. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8. Lễ Các Thánh mùng 1 tháng 11. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12. Lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12. Khi họp mặt và thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc, chúng ta lan truyền cho thế giới biết những gì Chúa Giêsu đã từng giao giảng. Chính Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của đời sống chúng ta. Vì thế Thiên Chúa phải là trung tâm điểm của tất cả sinh hoạt và đời sống con người. Trách nhiệm tuyên xưng của người Kitô hữu bó buộc chúng ta phải tuân giữ những ngày lễ này. Trừ khi có lý do chính đáng, điều này có nghĩa là nếu chúng ta luôn trung thành với việc tham dự thánh lễ, chúng ta không phải lo lắng hoặc cảm thấy có tội khi có điều gì đó xảy ra. Thí dụ, bị đau ốm, làm việc quá sức mệt nhọc, dịp nghỉ hè, làm chúng ta không thể dự thánh lễ ngày hôm đó được. Điều răn thứ tư. Điều răn thứ tư là thảo kính cha mẹ. Hãy nhớ rằng, chúng ta là sinh vật hợp quần hay xã hội. Điều này có nghĩa là chúng ta không sinh ra và lớn lên một mình. Chúng ta thực hiện được điều này qua sự giúp đỡ và hướng dẫn của hai cộng đồng. Đó là gia đình và quốc gia chúng ta. Gia đình là then chốt của cộng đồng. Mấy năm về trước, Alvin Toffler đã nói lên một điều nghiêm trọng trong cuốn sách nổi tiếng của ông, đó là Future Shock. Gia đình được gọi là tấm nệm lớn hấp thu những chấn động của xã hội, là nơi mà con người bị thương tích và lảo đảo trở về khi tranh đấu với xã hội. Gia đình là một nơi chắc chắn trong một môi trường ngày càng nhiều biến động. Khi cách mạng siêu kỹ nghệ xảy ra, chính tấm nệm lớn hấp thụ những chấn động này sẽ bị chấn động. Điều Alvin Toffler tiên đoán đã và đang xảy ra. Và những chấn động làm rung chuyển cộng đồng gia đình quá mạnh đến nỗi các nhà xã hội học tuyên bố rằng nó đang đi về con đường diệt vong. Không phải ai cũng đồng ý với lời nhận xét trên, nhưng tất cả đều đồng ý rằng hoàn cảnh bây giờ thật nghiêm trọng. Tất cả đồng ý rằng mọi phần tử trong gia đình có bổn phận hơn lúc nào hết trong lịch sử, đóng góp cho sự bền vững gia đình. Một cách cụ thể, những cha mẹ hơn lúc nào hết phải ghi khắc trong tim lời của Thánh Phaolô: hãy dạy dỗ con cái theo đường lối và tinh thần Công giáo. Và con cái phải ghi tạc trong lòng hơn bao giờ hết lời của Thánh Phaolô, đó là vâng lời cha mẹ, kính trọng cha mẹ. Thiên Chúa muốn gia đình là một trong những hồng phúc và là quà tặng vĩ đại nhất của người. Quà tặng của chúng ta trao lại cho Chúa là giúp đỡ gia đình trở nên điều mà Thiên Chúa đã tạo ra. Đó là dấu chỉ và phương tiện mà nhờ đó gia đình nhân loại trưởng thành để đi vào nước Thiên Chúa. Quốc gia cũng quan trọng. Liên quan mật thiết với cộng đồng gia đình là những cộng đồng trong xã hội. Vì chúng ta chia sẻ những đặc ân của cộng đồng xã hội, chúng ta có bổn phận trung thành với nó. Chúa Giêsu đã nêu lên một cách rõ ràng khi Người nói với các tông đồ: trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar. Sau này Thánh Phaolô truyền cho những người giáo dân ở Roma vâng phục và kính trọng những người cầm quyền, bởi vì những người này được quyền cai trị từ Thiên Chúa. Điều răn thứ năm. Ông Abed Dimandini đã từng đi du lịch nhiều nơi như Nam Mỹ, Trung Mỹ và những hòn đảo Phi Luật Tân. Những cuộc du lịch này đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Viết trong tờ American, ông nói: trong những lần viếng thăm Peru, Brazil, Mexico và quần đảo Philippines, tôi đã thấy những người dân và đất đai bị tàn phá bởi sự tham nhũng của những người cầm quyền và sự tham lam không thương xót của những công ty quốc tế. Tôi đã dùng mình chứng kiến cảnh con nít chết
và cha mẹ không có trình độ sơ đẳng để cung cấp cho con cái mình sự vệ sinh tối thiểu hoặc thuốc men. Những lời của ông DeAndy làm sinh động bản thống kê lạnh lùng dưới đây. 2 tỷ người trên thế giới có lương thấp hơn 500 đô một năm. 900 triệu người mù chữ. 600 triệu người không có việc làm toàn thời gian. 450 triệu người bị đói và thiếu dinh dưỡng. Chính vì hàng triệu mạng sống này mà các giám mục của cộng đồng Vatican II đã viết: mọi người phải có những tiện ích, bất cứ những gì cần thiết để đem đến một đời sống thực sự nhân bản, như thực phẩm, quần áo, nhà cửa. Mỗi người có bổn phận giúp đỡ những người nghèo khó và thi hành bổn phận này không chỉ vì chúng ta có dư thừa. Cộng đồng khuyên tất cả mọi người hãy nhớ lời của các tín hữu tiền khởi: hãy tiếp tế lương thực cho những người đang chết đói, bởi nếu các ngươi không cho họ ăn, tức là ngươi đang giết họ. Lời tuyên bố mạnh mẽ trên làm chúng ta giật mình tỉnh thức trong sự tự mãn của chúng ta. Nó giúp chúng ta nhận thức rằng khi những người anh chị em của chúng ta đang chết đói, chúng ta có bổn phận quan trọng là cho họ ăn trong phạm vi khả năng của mình. Quay lưng và bỏ rơi những người này, tức là chúng ta tiếp tay một phần nào đó vào chính lý do của sự đau đớn và thống khổ của họ, và ngay cả cái chết của họ. Điểm này đưa ta đến điều răn thứ 5 liên quan đến sự kính trọng sự sống con người. Sự sống con người thì thiêng liêng. Tiêu diệt sự sống của một người vô tội được gọi là sát nhân, và đây là tội nặng nhất mà con người có thể phạm. Không một người Kitô hữu nào thắc mắc về vấn đề này. Mọi người có quyền sống và quyền duy trì sự sống. Điều này bao gồm quyền giết người xâm lược bất chính, nếu đây là cách duy nhất để bảo tồn mạng sống. Những gì đúng với mỗi cá nhân cũng đúng với cộng đồng của cá nhân, như một quốc gia. Vì thế, vào thời điểm tiên khởi, những Kitô hữu đã dùng thứ cho chiến tranh trong những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, nhiều Kitô hữu ngày càng cảm thấy khó dùng thứ cho chiến tranh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều này càng được nhận thấy rõ ràng hơn trong trường hợp các quốc gia ngày nay đang tích trữ những vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học và vũ khí vi trùng. Với cái nhìn này mà các giám mục của cộng đồng Vatican II đã nói về chiến tranh thời này. Bất cứ một hành động chiến tranh nào nhắm vào việc tiêu hủy của một thành phố một cách mù quáng hoặc một khoảng đất rộng có dân chúng cư ngụ là một tội chống lại Thiên Chúa và gia đình nhân loại. Nó phải bị lên án một cách rõ ràng và thẳng thắn. Khi cuộc đua vũ trang là một cạm bẫy nguy hiểm cho nhân loại và là điều làm tổn thương người nghèo đến mức độ không dung thứ được nữa. Vì thế, bổn phận rõ ràng của mỗi chúng ta là phải dồn mọi nỗ lực để đạt đến một thời điểm mà lúc đó tất cả mọi cuộc chiến đều bị cấm cản với sự đồng lòng của quốc tế. Hơn lúc nào hết, người Kitô hữu đang nhận thấy bổn phận của mình là trở thành những người yêu chuộng hòa bình trong tinh thần của bài giảng trên núi. Phúc cho những kẻ yêu chuộng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Nếu chúng ta không thực sự ghi nhớ lời của Chúa Giêsu, thì lời cảnh cáo của Tổng thống John Kennedy: chúng ta phải chấm dứt chiến tranh, nếu không, chiến tranh sẽ chấm dứt chúng ta, sẽ trở thành một điều kinh hoàng. Thế còn về vấn đề tự tử, liên hệ mật thiết với việc lấy mạng sống người khác là việc lấy mạng sống của chính mình. Điều răn thứ 5 cấm việc này. Tuy nhiên, một câu hỏi được nêu lên liên quan đến việc tuyệt thực. Có 3 loại tuyệt thực, những loại khi mà người tuyệt thực không có ý chết nhưng chấp nhận sự chết, nếu đây là điều cần thiết. Không có ý chết nhưng dùng cái chết để áp lực phía bên kia. Cố ý chết để dùng nó là một phương tiện đạt đến mục đích. 2 trường hợp đầu tiên liên quan đến tự giết mình một cách gián tiếp. Chúng ta dùng chữ gián tiếp vì trong cả 2 trường hợp người tuyệt thực không muốn chết, nhưng thực ra người tuyệt thực hy vọng và cầu nguyện để nó đừng xảy ra. Vì thế, cả 2 trường hợp trên được cho phép khi sự quan trọng của mục đích
và cũng vừa tầm với sự nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, trường hợp thứ ba thì hoàn toàn khác biệt. Nó liên quan đến việc tự giết mình trực tiếp và việc này không thể bào chữa với bất kỳ lý do gì. Thế còn vấn đề tử hình? Trong quá khứ, người ta thường coi tử hình là giải pháp cuối cùng mà xã hội dùng để tự bảo vệ đối với những tội nhân nguy hiểm. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người Kitô hữu cảm thấy hình phạt tử hình ngày càng khó biện minh. Quan điểm này cho là hình phạt tử hình có khuynh hướng làm nhẹ đi việc tôn trọng sự sống và làm mất đi nhân tính của vấn đề. Có nguy hiểm là giết lầm người vô tội, nhất là những người nghèo không đủ khả năng mướn luật sư biện hộ. Hơn nữa, những người bị kết án tử hình là dân thiểu số, phần lớn là người nghèo, làm mất đi mục đích chính của hình phạt, sự phục hồi. Đưa đến nhiều đình trệ trong tòa án khiến giảm đi hiệu lực ngăn ngừa phạm pháp của tòa án. Những người có quan điểm này cũng cho rằng những nhà tù thời nay đủ để bảo vệ xã hội một cách hữu hiệu đối với những tội nhân nguy hiểm. Thế còn vấn đề phá thai? Phá thai đã từng xảy ra trong xã hội vô tôn giáo thời xưa. Giáo hội sơ khai chống đối việc phá thai một cách kịch liệt. Thí dụ khoảng 80 trước Công nguyên, cuốn Didache, tài liệu xưa nhất của Kitô giáo ngoại trừ Kinh Thánh Tân Ước, nói một cách thẳng thắn chớ phá thai. Giữa ảnh hưởng của Kitô giáo, sau cùng phá thai cũng bị chính quyền cấm đoán. Cho tới thế kỷ 20 thì nó lại bắt đầu bộc phát một cách rộng rãi. Lý do chống đối phá thai được đặt trên sự tin tưởng rằng cái trứng thụ tinh sẽ triệt nở thành một con người và vì thế nó cần phải được bảo vệ. Tuy nhiên, khi nó đến vấn đề phá thai có điểm phân biệt quan trọng. Thứ nhất, có sự phá thai trực tiếp. Đây là một hành động cố ý trực tiếp giết chết bào thai chưa sinh. Điều răn thứ năm, cấm việc phá thai trực tiếp. Thứ hai, có sự phá thai gián tiếp. Đây là một hành động không cố ý giết bào thai, nhưng là để cứu sống người mẹ. Thí dụ, giả sử để cứu mạng sống người mẹ, vị bác sĩ phải cắt đi tử cung bị nhiễm độc. Sự phá bào thai xảy ra một cách gián tiếp sau cuộc giải phẫu là ngoài ý muốn và ngoài khả năng của các vị bác sĩ. Để nhấn mạnh ý định của sự phá thai gián tiếp, chúng ta cần nói thêm rằng mọi cố gắng để cứu bào thai đã được thi hành. Lấy bào thai ra trong trường hợp này được cho phép, tuy rằng nó gián tiếp đưa đến cái chết của bào thai. Đề cập đến vấn đề này, bác sĩ Berna Natasson nói: sự phá thai tấn công vào trung tâm điểm của sự toàn vẹn của cơ cấu gia đình và đời sống tình dục. Nó có ảnh hưởng không nhiều thì ít đến mọi người trong đất nước này. Nó cũng phản ánh tình trạng luân lý của xã hội ngày nay. Thế còn vấn đề chết không đau đớn? Chết không đau đớn nó có nghĩa là chết dễ dàng. Cũng như việc phá thai, điểm phân biệt quan trọng cần được nêu lên ở đây. Thứ nhất, chết không đau đớn cách trực tiếp thường được gọi là mercy killing. Đây là một hành động cố tình, thí dụ trích thuốc độc hoặc ngăn cản việc chữa trị để cho một người chết. Thường người này bị đau nặng trong tuổi già hoặc mắc bệnh nan y. Chết không đau đớn cách trực tiếp luôn luôn là sai, cho dù ý tốt đến đâu đi nữa. Thứ hai, điều mà một số người gọi là chết không đau đớn cách thụ động hoàn toàn khác với chết không đau đớn cách trực tiếp. Thật vậy, nó không phải là cố ý kết thúc cuộc đời. Nó chỉ để xảy ra điều mà luân lý cho phép để cho bệnh nhân giả tì hoặc bị bệnh nan y chết một cách tự nhiên, còn hơn là kéo dài sự sống của họ một cách không cần thiết và vô hạn bằng những phương tiện khác thường. Thế còn về vấn đề thuốc kích thích và rượu? Có một số tôn giáo coi việc uống rượu là có tội. Họ biện luận rằng chữ rượu trong tiếng Hy Lạp mà những Kitô hữu thời tiên khởi dùng có nghĩa là không có chất rượu. Điều này tuyệt đối không có một căn cứ gì cả. Sự nguy hiểm của uống rượu là lúc người uống lạm dụng hoặc dùng không đúng chỗ. Đây là một tội rất nặng khi một người cố tình say sưa, làm tổn hại đến sức khỏe và tinh thần. Sự khổ đau
mà hành động vô ý thức này gây nên vẫn có thể thấy hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng, sự lạm dụng rượu nhiều khi xuất phát chứng tiểu độc mà ngành y khoa coi là một chứng bệnh. Những người mắc chứng bệnh này có bổn phận phải chạy chữa và chúng ta có bổn phận giúp đỡ họ bằng mọi cách. Liên quan đến vấn đề lạm dụng rượu và vấn đề lạm dụng với ma túy, một lần nữa, sự khổ đau vô cùng gây ra vì lạm dụng ma túy là một trong những thảm trạng tang thương của xã hội ngày nay. Việc lạm dụng thuốc để đầu óc lâng lâng hoặc để làm cho giải trí là tội nặng, cũng như những người nghiện rượu, những người nghiện ma túy, thuốc kích thích phải tìm sự chữa trị. Để tóm lược, 10 điều răn được coi là lời mời gọi để yêu thương bằng cách đem hết tình yêu của chúng ta để đối xử với người khác. Nó được dùng như những hướng dẫn đến tình yêu bằng cách chỉ cho ta cách hành động khi ta phân vân không biết phải đối xử như thế nào cho đúng với lời mời gọi yêu thương. Riêng về 3 điều răn đầu tiên, nó mời gọi chúng ta đặt tình yêu Thiên Chúa làm trung tâm điểm của đời sống và nó chỉ dẫn cho ta cách thi hành điều này. Điều răn thứ 4 và thứ 5 mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương những người chung quanh như chính mình. Những điều răn này cũng như chỉ rõ cho ta cách thực hiện điều này, nhất là khi liên quan đến sự phong phục chính quyền và tôn trọng sự sống của con người. Nguyên tác: Linh mục Macklin S.G. Nguồn bài viết: Người tín hữu.org. Người thực hiện: Kiên Nguyễn.